Anh em có nhu cầu mua lick dép giá rẻ uy tín, hãy truy cập ngay shoplickrẻ24h.com. B1. Chết đéo gì vậy, hai cái thằng đọc chết hết rồi. Bắn đi nhám nháp trận đấu được em. Em bê với anh này, em bê với anh này. Không đi rào đi, rào đi. B à. Khu B. Đừng bom nhá. Khói nè. Bên mình nó treo ấy, bên mình nó treo hai ba thằng. Anh kia cao kho. Anh đang một. Hành đang một. Nỗ bề một. Nỗ bề à? Ừ. Để nói cho anh. Nỗ bề chết. Cửa B. Cửa. Hai B. Chữ đỏ của cái thằng núp dưới kia chứ không phải là không, nó ở cửa, nghe phốt nó chạy cửa vào em. Thế rồi, nhưng mà anh nghe phốt, nhưng mà em không, lúc đấy là không phải em nghe phốt. Em nhìn thấy chữ đỏ, em cứ tưởng là nó ở cửa. Có thằng núp dưới cửa cơ. Mấy thằng đồng đội bê tiếp em ơi, nó nhảy, có một thằng nhảy cao kho nhá, anh kê cao kho rồi, em cứ ấy đi, xếp cái mít nước ấy, khép lưng cái cửa kho lại nhá. Hành lang ép mít gần một cạnh cái cửa kho bế. Trong kho, trong kho, trong kho. Tham đấu á. Cạnh nó ra thôi để anh bắt thằng hành lang đã. Rào. Mù nè. Dốc A có.
Anh kê thùng 1 rồi. Giạt lên pick người không pick được thì làm cũng được. Thùng một. Từ có thằng móc rào. Chạy không nổi. Long. Bình thường. Đứng tạm được. Mày à, mày cái tem này. Thành Long 1C. Thành Long 2. Nền luôn đấy. Biểu Giao 1. Thua. Giao 2. Giao 3. Mồm chết. Nào có. Khó nè. Khó nè. Lũ đạn lấy đi. Mù nè. Smoking bomb. Lũ đạn lấy đi. Hành lang có. Yếu lùi đi anh kia. Em còn phải. Nắng súng mít anh bắn chết rồi. Cầu nước 1. Cầu nước 2. Ok, về dần đi. Khu B. Còn 1 nữa ngoài cầu. Kêu vào đâu. Ok. Anh nghĩ nó bot rank. Ngoài cuối mùa bot rank. Bên nước có. Anh canh mít xa không biết gì cả. Em đang ở bên rồi. À chết rồi. Cứ canh B đi. Em đứng ở cửa B mà ngó. Ngọn. Lũ đạn né đi. Mau nè. Ừ, hành lang. Thật bắn A đi B nhá, anh canh B bắn A chắc đi. Khu A. Khó nè. Nó đẩy hai bắn A không được rồi. Nghĩ bắn này đánh B ấy. Khu A. Hoàn toàn.
cứ đẩy đi. À chết một à. Ca đâu về phụ anh này. Lũ đen né đi. Mù nè. Hành lang có hành lang. Thua thật đấy. Rào 2. Đánh bắn rào cho. Pizza vẫn còn. Đang rào còn đấy. Anh mồm ấy nhá, anh còn yếu rồi đấy. Tự xử đi. Hay rifle luôn, là nước B. Kéo bao luôn. Tận B em ơi, em sang B, đi. Bỏ B, bỏ A đi. Khói nè. Khói nè. Rào có. Mù nè. B vào. B vào một mồm. Một mồm C. 2B. Xong rồi đấy. 3B. Có C4. Rõ mồm. Mít gần nữa vãi, đéo ai đổi được người luôn ấy. Ủa. Em vừa lên đến hành lang anh bảo chạy về vắt địt mẹ nhảy xuống. Tao đoán ngay rồi, vừa tao vào, đéo. Vừa giạt qua cửa đi vắt địt mẹ bắn vỡ mồm. Bắn không ai đổi được người luôn ấy, bắn mình đã toàn bích người rồi. Bắn mẹ chúng nó đéo cam, chúng nó cứ ép. Mẹ bên BL thì ép thì eo đéo ép. Bắn kiểu bị khó chịu ấy cứt. Mấy bán bích cười nhiều thế mà không ăn được. Bắn mà luôn chuyển vị trí lên, đọc map tình huống vào. Mày bắn, mày chỉ cần đổi người thôi là ngon rồi. Mày cũng chết chay theo ông nói, đâm ra anh khó bắn lắm. Phải đổi, mày chỉ cần đổi người một người thôi là được. Bắn nào cũng phải đổi người, nằm xuống là phải đổi người. Ăn được nhiều hơn thì càng tốt. K3 chạy ra mít. A lên. Mít có. Ồ, vãi trưởng ấy. Cái bọn này nó bắn nó cứ đứng im cho thằng kia nó bắn ra.
Bom đặt rồi nhé. Ồ. Khó thế nhờ, thua bắn kiểu cảm giác cây cầy cái danh này mà khó vãi cứt rồi đấy. Cloud này, bắn cho con bên vãi lồn nha, bắn này nó mới nhìn cho cái thằng Nana bắn luôn, đỉt. Anh yếu rồi đó. B lên mít này. Mẹ con mồm ạ. Đừng có đẩy láo nữa em. Không có đẩy em ở hotel mà. Quá bình thường. Anh top 1 CC. Mít 1, mít sau 1. Chết mít con. Quá bình thường. Mu nè. Khói nè. Mu nè. Cầu theo một chân không theo một. Cầu theo còn một chân không theo chết rồi. Cầu không theo. Sao giáp đi qua mà giáp không check cái cầu cái thùng gỗ nhỉ? Em có đục mà. Cái thùng gỗ ở giữa mà nó đứng ở cái thùng gỗ giữa đấy. Gần mít đi hả? Đó, bắn không biết bắn luôn á, nó đứng nhấp nhô đầu đó mà không ra check cái chỗ đấy. Top một toát là nó vào đầu rồi. À, khó ghê ta. Cho nó keo. Quá bình thường.
Lên B luôn. Lấy trước đi. Mà sao quả bom chết? Một con một nó. Cô A. Đúng rồi.
Tôi có 5B. Khu B. Vỡ con. Quá bình thường. Còn luôn. Không làm được. Mù nè. Khó nè. Thank you.
trong hầm nào. Lưu đạn né đi. Thấy một thằng cuối hầm mà. Vãi cả con trong hầm ạ. Okay, má, tí nó bắn chết. Em đang bắn nhau thằng cuối hầm. Ép lên phải bắn chết một thằng thì trả trong hầm. Trả cái gì? Trả cái gì? Ra đi. Quá bình thường. Cúi B một C, cúi B một C. Thằng Hải lên một máu á. Đẩy mít lên, chủ động lên, bắn đẩy lên, sợ đéo gì. Tay to di chuyển thoải mái lên. Đấy, bừng bỏ ngay kiểu mùi đi. Mù cứ quay mặt vào tường ạ. Câu nó kìa. Cúi B chết rồi, thằng một C chết rồi đấy. Nhà nó kìa. Mày cứ mu xong rồi lắc sang bên trái, lắc sang bên phải vậy mu ơi. Tí sang sang tao chỉ cho một khóa đi mu. Đéo hiểu. C4 QB nhá. Hai A. Lại hai A, được mà QB có rồi. Vãi cả hai A. Lũ đạn né đi. Khói nè. Thì hai A thằng này nó bắn chết hai đây thì chả báo hai A. Tí nữa tao cho mày xem lại clip mày cái. Thằng nó chết rồi nha. Xong mày vẫn mày cứ báo hai A. Còn có hai thằng cứ báo hai A. Mu nè. Tí rồi. Tí rồi cho mày xem lại không lại cãi. Mu nè. Lũ đạn né đi. Đồng ý. Lũ đạn né đi. Con đặt rồi nhé. Đấy. Sao à? Quá bình thường. Mít có. Cúi B có. Hầm B lên. Hầm B lên 2. Lũ đạn nè, né đi. Mua nè.
Không biết ột. Lũ đạn nè, né đi. Đâu em? Em còn sống. Mù nè. Khó nè. Úi giời. Tổ mới đấm phát 1C chết luôn ạ. Đi làm pha cuối. Má này rùa thế.